chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Nắng Lên Tây. Thì mọi người thấy trên tay mình không? Hôm nay Nắng Lên Tây đi bắt kèo kèo nha mọi người. Bắt kèo kèo bẫy chim. Thì mình cột bò trên kia mọi người, mình bắt mình bẫy theo trụ điện nè. Bẫy cho trên kia bẫy xuống ha. Trụ điện sau lưng mình mọi người thấy không? Bẫy như bẫy xuống nha, anh bắt kèo kèo nha. Thì cái chim mình bẫy hôm nay là con chim kiểu biểu nha, với lại con chim chuyện chuyện. Thì mình thấy con chuyện chuyện nhiều hơn con kiểu biểu thì nó ở trên chỗ bò mình mọi người ạ. Không biết là có dính hay không, tại vì nó bay lại mấy con bò nó đi là kèo kèo nó nhảy là nó xuống bắt ăn con chuyện chuyện như vậy. Thì mình mới bắt những con kèo kèo này nè, mình bẫy thử ở trên cây cột điện nha, cây điện xem thử nó có dính hay không. Nãy giờ đi tìm mọi người, nắng quá, nắng quá chịu nổi luôn á. Thì mình sẽ bày thử nha. Mà con chiều biểu hay là con nói chung cái tên của mình gọi là con chiều biểu nha, con màu đen 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 á, thì không biết các bạn gọi là gì mình không biết. Còn con chuyện chuyện đó nha, chuyện chuyện với con sơn ke, con sơn hổ mi đất nha mọi người, cùng tên hết nha. Mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Đây nha mọi người, con bò mình nè, đây là con chiều biểu rồi nha, chiều biểu màu đen nè. Do mình quay hơi xe nên nhìn không rõ nha, tới gần thì nó bay mất đó. Nó bay trên đó nó ăn rồi nó canh bò hơi rồi nó đậu xuống nó bay đi rồi đó, nó xuống á, nó đậu trên cái ụ con bò mọi người, xong nó thấy con bò đi rồi kèo kèo nó bay nó xuống nó gắt nó ăn đó, chiều biểu á. Đây nha mọi người, mình gánh vừa gắn con kèo kèo lên thanh dặm nè. Thì mình chỉ cho mọi người cách gắn ha. Thì đây mình quay mọi người xem nè. Nó hơi không nét thôi, mình lấy nét ra cho mọi người xem nha. Có nghĩa là mình gắn con kèo kèo thông qua một cái cọng cỏ nha. Mình chọt vào trong cái cây cộng sản này nè. Nét ha. Mọi người thấy rõ không? Gắn qua bằng một cái cây cọng cỏ nhỏ thôi nha. Thì nó dính lên. Thì con chim nó, con mồi nó chết rồi nhưng mà con chim nó thấy nó vẫn ăn nha, không nhất thiết là phải nhúc nhích đâu nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ gắn nó lên đây rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây nha, đây nha mọi người, mình vừa đặt xong. Thì nãy là con kèo kèo màu xanh nha, đó. Giờ mình gài không khéo á mọi người, nó bật ra nó nhảy lắm, nó bật rê nha, nó bật rê nên nó giằng mắt kèo kèo, mình mới bắt lại con to hơn, con càng to càng tốt mọi người. Thì các bạn bây giờ trên nó bay xuống nó đậu nơi đây nha, những chỗ trong trên này nó sẽ không đậu mà sẽ đậu nơi đây nha, để nó bắt con nó lấy con kèo nó ăn nè. Đó, thì nói chung là cái thòng lọng này mình cũng làm 2 giây nha, 2 giây như kiểu mình chỉ mọi người á, trong cái video mà mình chỉ mọi người là cách bẫy á. Thì cái này mình cố gắng mình làm sao cho nó càng dễ bật càng tốt mọi người, cố gắng khéo tay cho nó dễ bật càng tốt nha. Trời nắng quá nắng mọi người, mình mới vừa thăm từ trên kia, mình cột bò trên đó, mình thăm theo trụ điện mình chạy xuống ha. Thì trên đó không có dính mấy mọi người. Thì qua chỗ đây, đây thấy có dính một em là ngang rồi, dựng xe đây. Mình dựng xe đây ha. Đúng rồi. Thấy mọi người. Một bé chuyện chuyện ha. Con này là chuyện chuyện không phải một chuyện mọi người. Mình không biết phải chuyện chuyện nữa. Mà nó chết hay sao ta. Còn sống, còn sống mọi người. Sống có vẻ nắng quá ha. Nắng quá em nó bị đuối. Mọi người thấy không? Có rau luôn nè. Con này là chuyện chuyện đúng không mọi người? Nhìn thấy không? Có rau còn sống nha. Đây nó dính 2 chân mọi người đó, cái cách bẫy thòng lọng của mình nè, cái nó khó lại nè. Quay cho mọi người xem nha. Nè mọi người thấy nó khó lại chưa? Đó, cái dây nè, siết lại nha. Cho nó đậu 2 chân xuống mọi người nên nó giết nó bắt 2 chân luôn nè. Nó hay ha, con chim vẫn còn sống nha mọi người. Cái bẫy của mình nè, kẹo kẹo nè, bẫy của mình đây ha, cái đây nè, rớt luôn. Thì bây giờ mình sẽ gỡ nó ra nha, mình gỡ nó ra rồi mình vô mét mình quay cho mọi người xem nha. Quay đây nắng quá, trời quá nắng nha. Chim nó đuối không mọi người, mình gỡ nó ra cho mọi người, để nó chết, tại vì mình không có ăn thịt nha. Mình bắt chim mình bẫy cho mọi người xem thôi, không thịt để nó chết mọi người chờ mình xíu nha. Đây nha mọi người, mình đã bắt em nó vô rồi đây. Thì cái cách bẫy này á là bẫy bằng mồi kèo kèo nha, nhưng mà
mình nói luôn là không phải nghĩa là, có nghĩa là không phải là mình đi mình bẫy con chuyền chuyện này là dính con chuyền chuyện. Cái bẫy của bằng cái cách tụ điện của mình đây có nghĩa là nó không có phụ thuộc vô là cái con chim cái con ấy nha, nó phụ thuộc vô, không phải phụ thuộc vô mồi mọi người, có nghĩa là mình bẫy bằng mồi kèo kèo, nhưng mà nó có thể nó dính là con chuyền chuyện này, hoặc là nó dính con chuyền chuyện hộ mi, hoặc là nó dính con chiều biểu chè phiên, hoặc là nó dính, nói chung nó dính cái con nào đó không biết nha. Nói chung là con nào ăn mồi kèo kèo vẫn có khả năng dính, hoặc là những con mà nó đậu lên mọi người ạ. Tự nhiên ví dụ như nó bay ở đâu tới nó mỗi cánh quá hơn trên cây điện, tự nhiên có cái nhánh cây mọc ra gì nó đậu lên thì nó vẫn dính nha. Có nghĩa là cái cách của mình bẫy là không có xác định được ha. Dùng chim này nó dính sớm giờ rồi mọi người ạ, nó mệt không rồi nè, nắng quá mọi người, ở mình rất là nắng nha, nắng kinh điển luôn, nó thời tiết rất là nắng nóng luôn. Thì nói chung cái cách bẫy của mình đây á là mình không có chia sẻ với mọi người là bẫy để ăn thịt hay là bắt bén gì nha. Mình cũng khuyên mọi người là cách bẫy của mình đây á, nghĩa là mình giới thiệu cho những anh em nào thích bắt chim về nuôi á thì bắt nha. Thì chim bắt ngoài rừng này thực sự để mình nói là tự là về rất khó nuôi nha. Tỷ lệ sống ví dụ như bắt được chục con thì sống có chừng 50-50, mình cho vị đoạn nào nuôi giỏi thì cỡ đó thôi, chứ còn rất là khó nha, rất là khó sống nha mọi người đó. Còn bắt mà bán á, mình khuyên mọi người đừng bắt bán nha. Tại vì với lại ai mà mua mà để phóng sanh đồ mọi người không nên nha, đặc biệt là chim không nên nha, còn con cá thì được, còn con chim là không nên nha mọi người. Con chim là không nên, tại vì con chim là cuộc trời mà ha. Mấy bạn cứ mấy bạn mà cứ mua mua phóng sanh là người ta sẽ bắt ha. Còn nếu bạn không mua là người ta sẽ không bao giờ bắt nữa nha. Còn con cá thì các bạn thả cũng được, đồng ý người ta cũng bắt, nhưng mà các bạn thả eo hồ rộng lớn chút xíu thôi thì người ta sẽ khó bắt hơn ha. Thì cái cách bẫy chim này mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người là cách bẫy chim bằng cục điện ha, nó khá là đa năng ha, có thể bẫy tất cả được các loại chim, nhưng mà chỉ là chia sẻ cho mọi người xem chơi cho vui nha. Còn ai thích thì bẫy nuôi, chứ còn cái cách bẫy mình này không có bắt được số lượng nhiều nha mọi người. Bắt chơi vui vui, lâu lâu được con hai con vui thôi nha, chứ còn không có bẫy nhiều được nha. Nhưng mà đều bẫy được tất cả các loại chim luôn, nó hấp dẫn cái đó. Mọi người thấy nó đẹp không? Mình quay cho mọi người xem nha. Không biết chim này là chim gì nha mọi người, không biết là hộ mi hay là chim gì, hộ mi hay sơn ca, không biết, khuôn mặt rất là đẹp luôn. Nó dính sáng giờ nha mọi người, chắc là mệt không rồi, tại vì mình đi làm á, mình đi làm mình không có thời gian để mình đi thăm á mọi người. Còn bẫy này thì các bạn cứ canh làm 2 tiếng các bạn thăm nha, 2 tiếng các bạn thăm. Hai mọi người nhìn kỹ con chim mình nha, xem thử phải chim rừng, chim ở ngoài núi không nha, hay là các bạn nói mình mua nữa nha. Đấy, các bạn xem nè, đây nè, nó sáng giờ nó mệt nha mọi người, chứ còn nó vẫn bình thường nha nè. Thấy không, dưới mình đó nè, chân đó nè, mình quay cho mọi người xem nè, bộ chân đó nè, thấy đẹp không, bộ móng vuốt của nó nè. Con này theo ở mình thì gọi là con chuyền chuyện nha mọi người, còn các bạn gọi ở đâu thì mình không biết, mình gọi là con chuyền chuyện ha. Chuyên ăn kẹo kẹo nha mọi người, cái quỷ nó mệt không rồi ha, thì bây giờ mình sẽ mình thẻ nó ra nha mọi người nè. Thấy chưa con, nó đậu lên trên camera mình luôn nha mọi người, nó mệt không rồi nó bay ra kia ha. Nghĩa là nó dính sáng giờ nha mọi người, tại vì mình đi làm á, nó mình không có ấy được, nó mệt không rồi, nó bay ra vào đây nha, bay nấp trong đây nè, nó là nó kìa mọi người thấy không, đó, tội ha. Thì mình không có ấy nha mọi người, mình không có bắt ăn hay gì nha, mình chỉ quay video cho mọi người xem chơi thôi nha. Đó là nó nè, nó nè nha, nó nấp nè, mọi người thấy không, nó vẫn còn lanh nha, điều cái chẳng que dính sáng giờ nó nắng quá nên nó vậy nha mọi người, chứ không có sao hết nha. Quay xét lại cho mọi người xem, nó di chuyển nha, chim này là nó vậy thôi nha mọi người, nó không có giống như mấy loài chim kia, nó cứ vòng vòng ở dưới đất rồi nó bay lên đậu nhánh thấp tầm thấp không nha, nó không đậu tầm keo đâu, nó sợ ha, nó núp ở dưới đó mọi người, nó vẫn rất là cái mạnh nha. Thấy mọi người thấy nó không?
Thì thôi bây giờ mình để nó đó ha. Nói chung là video của mình tới đây là kết thúc nha mọi người. Thì mọi người thấy cái bẫy của mình hay á thì đăng ký cho mình nha. Và mình sẽ cũng làm những cái bẫy khác ha. Nói chung là cái bẫy của mình nó chỉ cần thay đổi mồi thôi nha mọi người. Thay đổi mồi thôi là chỉ cách chim dính ha. Chứ không cần gì hết. Nó có đơn giản nha. Chỉ cần thay đổi mồi thôi. Nói chung con này nó chín sáng giờ nó đuối không à mọi người ạ. Không sao hết ha. Thôi mình cứ để nó đó ha. Tí nữa nó khỏe khỏe rồi nó bay đi à. Thì mọi người đăng ký ủng hộ mình nha. Cái bách bẫy của mình này khá là hay luôn nha mọi người. Bẫy tất cả các loài chim luôn á. Người đăng ký ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Thấy hay thì ủng hộ mình.